Gửi lời chào buổi sáng đến toàn thể quý vị và các bạn nha. Hiện tại thì Đức Phú Trần tôi đang đi trên thành phố mới của tại Thủ Dầu Một Bình Dương. Cho nên đây là một cái trung tâm hành chính của thành phố mới ở Bình Dương đây. Hiện nay họ xây dựng khá là khang trang về đường xá cũng như là tất cả các đơn vị hành chính ở đây. Ở đây họ đây là trung tâm hội nghị và triển lãm của tại thành phố mới của Bình Dương đây. Thì chúng ta thấy là ở đây họ làm khá là khang trang, đặc biệt là cái trung tâm hành chính này thì khi chúng ta vô trong đây thì có thể nói rằng là giống như là vô trong an ninh sân bay, bởi vì được kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Hiện nay chúng ta thấy cái khu vực này rất là rộng lớn và được xây dựng khá là khang trang. Có thể nói rằng là cái tên về thành phố mới Bình Dương là một cái tên của đề án về xây dựng đô thị và trong cái khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ và đô thị của tỉnh Bình Dương. Đây là một cái thành phố mà được cho biết rằng là xây dựng hoàn toàn bằng cái tiền ngân sách và sẽ là trung tâm chính của Bình Dương cho cái thành phố Thủ Dầu Một. Dự kiến thì họ cho biết rằng là đến năm 2020 thì tỉnh Bình Dương sẽ chuyển thành cái thành phố Bình Dương, đây là đô thị loại 1 và trực thuộc trung ương của 6 quận với 4 huyện, gồm có khoảng 60 phường với 13 cái thị trấn và 40 xã. Đó là cái lộ trình và cái dự án sắp tới của tỉnh Bình Dương này. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là ở tỉnh Bình Dương thì bây giờ có thành phố Thủ Dầu Một, có thị xã Thuận An, có thị xã Dĩ An, có thị xã Bến Cát và Tân Uyên, cũng như có huyện Dầu Tiếng và Phú Giáo. Những cái điều đó thì cho biết rằng là hình thành do cái tổng công ty đầu tư phát triển của dự án họ làm. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là tỉnh Bình Dương là thừa hưởng cái cơ sở hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh và đây là trở thành một cái khu thành phố về công nghiệp. Cho nên chúng ta thấy có hiện tại bây giờ hình thành rất là nhiều khu công nghiệp ở tại Bình Dương này. Trong tương lai thì người ta có một cái kế hoạch dự định, đó là cái xây dựng cái Bình Dương này bao gồm có 7 cái phân khu, thì họ gồm có khu trung tâm hành chính nè, khu công nghệ kỹ thuật cao, khu trung tâm tài chính ngân hàng chứng khoán, khu văn phòng cho thuê, nhà hàng khách sạn cao cấp, khu trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế và trường đại học, cũng như là các cái khu mà phục vụ cộng đồng như là quảng trường, công viên hay là hồ sinh thái, trung tâm văn hóa và nhà trẻ, bệnh viện. Và cuối cùng đó là cái khu mà các công trình về hạ tầng kỹ thuật. Hiện tại thì Becamex Bình Dương này đã xây dựng được cái
và đưa vào sử dụng trung tâm hành chính và cũng như là trung tâm của tỉnh, rồi trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế. Dự kiến thì từ khi mà khởi công xây dựng từ năm 2020 đó, thì tổng vốn đầu tư để hình thành cái khu thành phố mới Bình Dương này thì khoảng 150.000 tỷ đồng. Chúng ta thấy là đường xã hiện nay được xây dựng rất là khang trang. Rất tiếc là lúc đầu cái video này thì Đức Phú Trần tôi quay không kịp về cái trung tâm hành chính, với những cái tòa nhà họ xây dựng khá là to lớn để nói lên cái việc hành chính. Ngay từ đầu thì họ đã xây dựng rất là quy hoạch, rất là khang trang. Nên từ xưa giờ thì chúng ta biết với Bình Dương với trung tâm đó là thành phố Thủ Dầu Một, mà nhưng mà đây được coi là cái thành phố mới, tức là một cái thành phố hình thành mới hoàn toàn. Chính vì thế là cái cơ sở hạ tầng và điện đường trường trạm ở đây thì họ quy hoạch khá là quy mô. Như chúng ta thấy là đường Đức Phú Trần tôi đang di chuyển đây là đây một cái đường rất là khang trang, rộng lớn. Mỗi một bên như thế thì có 3 làn đường. Hiện tại thì Đức Phú Trần tôi đang di chuyển trên cái công đường được gọi là Mỹ Phước Tân Dạng, tức là đi từ khu vực của Mỹ Phước của Bình Dương, chúng ta qua khu vực của Tân Vạn, tức là ngay khu vực của quốc lộ 51, để ra chỗ cầu Đồng Nai, thì chúng ta sẽ ra quốc lộ 51 để chúng ta đi Vũng Tàu. Cho nên đây là một cung đường mà trước đây là rất là khang trang để cho nhanh đưa du khách đi tắt từ ở Bình Dương chúng ta ra khu vực của ngã ba Vũng Tàu, cầu Đồng Nai v.v. Và không phải cần phải trở lại đường xa lộ Đại Hàng v.v. Đây là một cái tuyến đường giúp giải tỏa giao thông rất là nhiều. Tuy nhiên đó là trước đây thôi. Còn bây giờ thì với cái lượng người ở đây rất là đông, chúng ta thấy là sáng ngày công nhân đang đi làm đây rất là đông, bởi vì như Đức Phú Trần tôi vừa chia sẻ đó là cái khu vực của thành phố Bình Dương hiện nay đó, tỉnh Bình Dương hiện nay đã là một cái tỉnh về công nghiệp. Chính vì thế cái lượng công nhân, lượng người dân ở tất cả các tỉnh thành tập trung vào Bình Dương để sinh sống và làm việc đây thì khá là đông. Chính vì thế là vào những giờ cao điểm buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thì ở đây bị tắc đường, bị kẹt xe rất là nặng nề. Chính vì thế là hiện tại bây giờ đã thành một cái gánh nặng nếu mà chúng ta tập trung đi cái đường này. Đây chúng ta thấy rất là đông người đây, nên là sẽ có rất là nhiều cái việc tắc đường, kẹt xe khi chúng ta di chuyển cái đường này mà chúng ta đi vào những giờ cao điểm của công dân tan ca đi làm hay là những con em họ đi học v.v. Chính vì thế là những cái dự án, những cái hướng giải quyết hiện tại bây giờ thì người ta phải cố gắng làm những cái cầu vượt ở những cái ngã ba ngã tư để giải quyết về vấn đề ách tắc giao thông khi mà qua những cái cung đường ngã ba ngã tư này. Như chúng ta thấy là đường này thì trước đây đây là một cái đường rất là khang trang, nhưng mà lượng xe hiện nay di chuyển thì khá là đông, nên là cần phải có một cái hướng giải quyết, hoặc là chúng ta phải có một cái cung đường khác để phụ giúp với cái cung đường này. Chúng ta thấy đến những ngã ba ngã tư sắp tới đây thì quý vị sẽ thấy rằng là có rất là nhiều du khách, rất là nhiều người dân người ta đi làm buổi sáng nên là cực kỳ đông. Đây là khu vực của sông Đồng Nai, đang di chuyển trên cầu Đồng Nai. Và đây là cái khu vực của ba tỉnh gồm với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Đây là chuẩn bị chúng ta sẽ rẽ qua khu vực của ngã ba Vũng Tàu.
Hiện tại thì Đức Phú Trần tôi đã rẽ theo quốc lộ 51 để chúng ta đi Vũng Tàu rồi. Thì thưa quý vị xin được tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại quý vị những video kế tiếp nha.